Đây là ba mẹ con nhà M. M với này khi mà bắt M về đây là M phối với lại con chó ở trên bản rồi, chả biết là con bố là con nào. Là đẻ được hai con này. Hai con là con đực là con cọc này. Con cọc này là đực này. Con cái thì lại đuôi dài. Đó. Chân to như cột đình luôn. Đó, mẹ đây. Đó. Mẹ con. Con to gần bằng mẹ này. Cọc nó lớn nhanh lắm. Bọn này là hơn 2 tháng rồi. Ngày hôm nay là tiêm vaccine mũi 3 đây. Ừ. 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 Vào trong với con nhé. Để bế vào trong. Nè. Úi sợ. Nè. Đấy. Vào đấy chơi với con. Đó. Mẹ với con đó. Trời ơi, bây giờ còn tìm ti mẹ để bú làm gì, còn cái gì mà bú. To bằng nửa mẹ rồi. Con ăn rồi chú ạ. Ba mẹ con. Đây ông Đực đây, ông ra ông kiếm ăn. Trời ơi, giờ mẹ còn cái gì nữa mà bú. À. Mẹ còn cái gì nữa mà bú. Mẹ ông vẫn chiều đứng cho con bú trong khi chả còn cái gì cả. Đưa đây cho anh nào. Đó. Mai phải nhớ. Mai phải nhớ cái bàn chải. Thằng Đực không ra đây à? Đây là cho nó ra vườn cho nó chơi. Cho con ở giai đoạn này là trời nó mưa, nó thời tiết nó dở hơi cho nên là không có cho nó ra bên ngoài. Ướt bẩn. Đi ra đây, kệ cho nó. Cứ ra đây rồi chúng nó ra theo. Rồi cô ra làm nhé. Đây nhỉ. Một con ở gần. Đang quay con kia nhưng thực ra ở gần là còn đang có ở con. Ba mẹ con ra đây. Trời ơi. Cho nó ra ngoài chơi một tí mà nó nóng, nó lại phi vào trong cái chỗ nằm của nó rồi. Bởi vì ở trong chỗ nằm của nó là mái nó được tưới nước, nó mát hơn ở bên ngoài. Nào đi ra đây nào, mờ ra đây nào. Kệ con đi. Ra đây đi. Phải rồi. Ra đằng này chơi. Em ra đằng này thì con nó sẽ ra theo. Chứ em cứ đứng ở đằng đấy thì nó lại chạy ra đấy với mẹ. Nó thấy mẹ ở đấy nó lại chạy ra. Con gái dái trong này. Sổ nó nghịch như một dạng luôn. Đuôi dài. Đó. Lúc gọi ra thì không ra. Nó đang dẫn con nó ra vườn chơi đấy. Đây là con đực. Đực cọc đuôi đấy. Đó. Mẹ này. Bố không biết.